Ông bà Phụng Kiên chỉ biết lắc đầu thất vọng. Sự việc lại một lần nữa được nói ra. Ông Hoàng Phong nói tới đâu, bà Tuyết Mai lại khóc ngất đến đó. Mãi sau bà mới nghẹn ngào nói: "Tất cả đều là sự thật. Tôi đã xét nghiệm, kết quả không thể là giả được. Thư chính là con gái ruột của tôi. Còn Tú Anh mới là con của bà. Bà Thu à, chắc không cần nói bà cũng rõ quá rồi phải không?" "Tú Anh, mẹ xin lỗi, chuyện không thể khác được. Cũng mong con đừng trách chúng ta. Bao nhiêu năm nay hai vợ chồng ta đều yêu thương con và chăm lo cho con vô điều kiện. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Con gái ta nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ và thiệt thòi. Con trách thì hãy trách bà ta đi." Bà nói xong thì ông Phùng Kiên cũng tiếp lời: "Cũng may là con gái ruột của tôi cuối cùng cũng lại được con trai ông bà yêu thương bao bọc. Cũng coi như là ông trời bù đắp cho nó một phần thiệt thòi. Còn chuyện riêng của con, Hoàng Hùng, ba mẹ không dám can thiệp. Bà nghĩ chắc con cũng có câu trả lời, tùy con quyết định." Lúc này Ngân Thương mới vỡ òa cảm xúc. Tiếng gọi thân thương mà cả tuổi thơ và thời thanh xuân cô ghìm nén nay mới được luật lên để cảm động. "Ba, mẹ." Bà Tuyết Mai ôm chầm lấy con gái, nức nghẹn. "Con gái, mẹ xin lỗi con, đã khiến cho con phải khổ rồi. Từ nay gia đình của ta sẽ không còn ai có thể chia cắt được nữa. Ba mẹ rất tự hào về con." Ông Phùng Kiên cũng tiến lại, vỗ nhẹ lên vai Ngân Thương, giọng ông trầm ấm: "Nín đi con, mọi thứ qua rồi." Tôi anh liền chạy đến xô mạnh Ngân Thương ra. Mắt cô ta hẳn lên những tia máu, miệng gào lên cay cú: "Mày cút đi, con sao chổi đáng ghét. Cái thứ trả thiêu như mày mà cũng đòi có hạnh phúc hay sao? Biến ngay con khốn." Bà Tuyết Mai liền chắn ngay giữa Tú Anh và Ngân Thương, giọng bà vang lên như một lời phán quyết: "Hãy dừng lại đi Tú Anh, con đừng mắc sai lầm, đi vào vết xe đổ của mẹ con nữa. Con tuy không phải là con ruột của ba mẹ, nhưng mà mẹ vẫn coi con như là con, không có gì thay đổi." "Không, làm gì có chuyện đó, tất cả đã hết rồi, tôi căm thù các người." Bà Minh Thu biết rằng sự việc bị bại lộ, không còn cứu vãn được nữa. Đôi tay của bà ta bỗng chìa về phía Tú Anh, yếu ớt nói: "Tú Anh, đến đây với mẹ đi con, mẹ là mẹ của con mà." "Bà làm gì có tư cách là mẹ của tôi?" Bà ngậm cái mồm lại: "Tôi căm thù bà. Chính vì bà nên mới trở thành thế này đấy. Bà có yêu thương gì tôi mà nhận. Con hãy tin mẹ, mẹ cũng vì muốn tốt cho con." "Tốt cho tôi? Tốt cho tôi mà nỡ bỏ rơi tôi 22 năm trời hay sao? Tình mẫu tử của bà để ở đâu? Bây giờ mọi việc vỡ lở thì bà lại quay sang nhận tôi là sao? Bà không thấy xấu hổ ư? Thật là vô liêm sỉ. Bà cút đi." Một tháng sau, mặc dù ông Hoàng Phong không còn nặng nề và cả gia đình cũng chẳng có ai đả động gì đến chuyện cũ, nhưng bà Minh Thu vẫn chọn cách rời đi. Có lẽ bà thấy mình ở trong căn nhà này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Con cái không, mọi thứ đổ bể và tan như bong bóng sập phòng, thì ở lại cũng giống như là người thừa và chuốc thêm nhục mà thôi. Bà cả đi ra khỏi nhà họ Hoàng thì mợ cả Thu Anh cũng nói cốt đi theo luôn. Trước khi đi, mợ có để lại tờ giấy ly hôn đã ký sẵn, bảo cậu Hoàng Hùng chỉ cần nộp ra tòa là xong. Khi nào tòa gọi, mợ sẽ ra. Bởi vì không bị vướng víu gì về tài sản nên cuộc ly hôn của cậu mợ rất chóng vánh. Chỉ 3 tháng sau khi thụ lý, tòa án đã gọi đương sự lên giải quyết thuận tình ly hôn. Bởi vì trước đó họ đã có lời mời giải tỏa, nhưng vốn dĩ nó xuất phát từ một cuộc hôn nhân không tình yêu nên hòa giải cũng chẳng thể níu kéo được. Hai người bước chân ra khỏi tòa án, mỗi người đi một hướng. Mợ Tú Anh khi đó còn bắt tay chúc mừng cậu hạnh phúc. Ai cũng nghĩ mợ đã nghe ra và chấp nhận buông tay. Cho đến một hôm, hôm ấy tầm 3 giờ chiều, Ngân Thương nhận được một cuộc gọi. Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy khi nghe xong điện thoại, mợ nói với con Lan: "Lan ơi, trông em cho mợ tí nhé, mợ ra ngoài một chút." "Mợ đi đâu ạ?" "Mợ ra ngoài gặp mợ Tú Anh một chút rồi về." Nghe mợ nói như vậy, con Lan bỗng cảm thấy lo. Nó liền nói với mợ Thương: "Mợ Tú Anh còn việc gì mà còn hẹn gặp mợ ra ngoài? Sao mợ không bảo mợ ấy về đây nói chuyện? Em cảm thấy lo lo thế nào á?" "Không sao đâu, mợ ấy mợ bảo mợ ra ngoài uống nước tâm sự thôi, chứ không có chuyện gì." "Vậy thì mợ cứ nói với cậu một tiếng đi, em sợ mợ cứ đi như thế cậu lại mắng em đấy. Với lại mợ nhớ mật định vị đấy nhé." Ngân Thương gật đầu rồi bước ra ngoài. Cô chủ động chạy xe máy đi, vì thấy chỗ Tú Anh hẹn mình cũng không xa
nên tự đi để về cho nhanh. Đến nơi là một quán cà phê vắng khách. Tuệ đã ngồi chờ đó. Nhờ thấy bóng dáng của Ngân Thương, cô ta giơ tay ngoắc ngoắc, miệng còn nở ra một nụ cười thân thiện. Ngân Thương vui vẻ tiến lại. Tú Anh nói: "Trước đây chúng ta có nhiều hiểu lầm. Tôi đã nghĩ thông rồi, muốn mời cô đến đây để tâm sự. Chả gì ba mẹ cũng đã từng nuôi tôi bao nhiêu năm, mình coi như cũng là một người một nhà. Cô uống gì để tôi gọi? Cho tôi một ly cam vắt." Tú Anh gọi phục vụ bảo làm cam vắt cho Ngân Thương. Hai người chuyện trò rất vui vẻ. Ngân Thương cũng mừng bởi vì mọi khúc mắc đã được hóa giải. Khi uống gần hết ly nước cam, tự nhiên cô cảm thấy choáng váng, liền đứng lên ôm đầu nói với Tú Anh: "Tôi bị làm sao thế này? Chắc cô bị trúng gió rồi, để tôi giúp cô." Và Ngân Thương không còn biết gì nữa, chỉ cảm nhận một màn đêm bao trùm. Tú Anh liền khoát tay ra hiệu cho ai đó. Có hai gã đàn ông lực lưỡng đi ra. Cô ta nói: "Đưa nó tới khu nhà hoang cho tôi, lẹ lên." "Vậy còn xe máy của nó thì sao hả cô?" "Cứ để ở đây. À quên, điện thoại của nó ra đã. Con này vớ vẩn cả định vị đấy." Thế rồi cả bọn nhanh chóng rút đi. Tú Anh còn khôn khéo nói với em nhân viên phục vụ: "Bạn chị bị trúng gió, bọn chị phải đưa cô ấy về đã. Xe với túi sách của cô ấy chị sẽ quay lại lấy sau nhé. Em cho chị gửi ở đây." Không biết Ngân Thương bất tỉnh như vậy trong bao lâu, đến khi cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt vì bị ai đó đổ cả một chậu nước lạnh vào người. Dùng mình cô mở mắt định đứng lên, nhưng phát hiện ra thấy tay chân của mình đều bị trói, thì sợ hãi kêu lên: "Có ai không? Cứu tôi với, tôi đang ở đâu thế này?" Tức thì một bàn tay nhọn bóp lấy cằm của cô, hất lên nói: "Con chó cái, là tao đây. Mà tưởng tao có thể dễ dàng buông tha cho mày vậy sao? Đồ tiểu tam cướp chồng." "Kể Tú Anh, cô làm gì vậy?" "Tôi vô đã hết khúc mắc rồi, sao cô lại bắt tôi đến đây?" "Mày ngu hay ngây thơ vẻ con đĩ? Mày tưởng tao dọn cỗ cho mày sơi à? Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Mà đã ngang nhiên chen chân vào cuộc sống của vợ chồng tao, mày tưởng tao có thể bỏ qua cho mày sao? Còn khuya nhá. Tôi xin cô, tôi với cô chỉ là nạn nhân thôi. Ân oán đã được hóa giải, cô cũng thông suốt rồi cơ mà. Hãy thả tôi ra đi, cô đừng có phạm tiếp sai lầm nữa." Bốp, bốp. Hai cái tát như trời giáng ngay lập tức được vả thẳng vào mặt của Ngân Thương. Bàn tay với những chiếc móng được tỉa tót sắc nhọn của Tú Anh cào vào mặt, khiến cho hai má của Ngân Thương rớm máu. Tú Anh nhổ một bãi nước bọt trước mặt cô rồi gằn giọng: "Mày nghĩ tao ngu như vậy sao? Chẳng có người phụ nữ nào lại tự nguyện đem dâng chồng mình cho người đàn bà khác. Mày nghĩ tao vị tha được như vậy ư?" Hắn đêm tao đã phải khóc khi thấy hắn ta ôm ấp mày, bỏ quên tao ở trên giường đơn gối chiếc. Tao có thần kinh không mà tha cho mày. Hãy cầu nguyện đi con chó, bởi vì hôm nay không ai có thể cứu mày được đâu. Hoàng Hùng có mọc cánh cũng không biết mày ở đây. Nói cho mày biết, một khi tao đã không được hưởng hạnh phúc thì đố kẻ nào có được đấy." "Cô điên rồi Tú Anh, cô làm như vậy không sợ pháp luật trừng trị cô sao? Hãy tỉnh lại đi, đừng phạm thêm sai lầm nữa. Cô còn trẻ đẹp, đã còn tương lai rộng mở phía trước. Dừng lại đi Tú Anh." "Còn khốn, mày cứ làm như mày thanh cao lắm ấy, mà lên mặt dạy đời tao. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, để xem cái bản mặt xinh đẹp của mày sẽ còn vênh váo được với ai. Tao sẽ là người trực tiếp hủy hoại đi cái khuôn mặt này, để xem lúc mày không còn xinh đẹp nữa, Hoàng Hùng sẽ có đá mày ra khỏi cửa không. Tất cả chúng mày chặn hết cửa của mẹ con tao, đã đẩy mẹ con tao ra đường. Tao cũng sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất. Tại sao tao đang sống yên ổn mà lại xuất hiện ở sao con trao rồi? Tại sao mày có mọi thứ còn tao thì không? Nói đi." "Tôi chẳng làm gì cả. Tình yêu là thứ tự nhiên nhất, khi con tim rung động tự khắc sẽ tìm đến nhau thôi." "Nói láo, tao không muốn nghe mày giao giảng nữa. Mày không còn cơ hội đâu, đi chết đi." Nhưng cái tát lại liên tiếp được cô ta vả xuống mặt của Ngân Thương, khiến miệng của cô bật máu. Thấy vậy Tú Anh lại càng hăng. Giờ thì cô ta đã dùng cả đôi chân đang đi giày cao gót của mình đạp vào người của Ngân Thương, miệng không ngừng sủa xả: "Tao sẽ quay lại đoạn phim này rồi gửi cho Hoàng Hùng, để xem cái ta nhìn thấy mày thế này, anh ta có sót không. Tao muốn anh ta phải đau khổ. Hôm nay sẽ có nhiều trò vui cho mày đấy. Nhìn kìa, sẽ bắt đầu tối rồi đây. Chắc Hoàng Hùng giờ này đang về và đang dối lên tìm mày đấy. Mày tưởng thông minh hơn được tao à? Cái điện thoại của mày chỉ dẫn dụ được Hoàng Hùng
đến cái quán cà phê đấy thôi. Yên tâm, cái xe mày đó tao chẳng thèm lấy đâu, cái tao cần là mày cơ. Cô yên rồi, anh Hùng sẽ không tha cho cô đâu. Cô sẽ đối diện với pháp luật về việc làm sai trái của mình. Cô ác lắm. Tôi anh phá lên cười rồi vỗ tay tỏ vẻ khoái chí. Một tên đàn ông từ đâu đi ra nói: người đẹp muốn tôi làm gì với cái của nợ này nào? Tôi sẽ tra tấn nó. Hãy giúp tôi quay lại những thước phim này để gửi cho chồng nó, để xem anh ta sẽ làm gì được đây. Tên kia gật đầu tuân lệnh. Tôi anh lúc này tiến lại túm tóc của Ngân Thường rồi giật ngược ra đằng sau. Tay kia cứ vậy đấm đá làm cho Ngân Thường ngã dúi về phía trước. Nhìn cô thảm hại vô cùng, bởi quần áo đã bị tạt nước ướt nhẹp, mặt mũi bị bầm tím, trên khóe môi rỉ máu. Tôi anh hét lên: Hoàng Hùng, hãy mở to mắt ra mà nhìn tôi tra tấn con đàn bà của anh này. Đến khi anh tìm được nó, thế là nó đã tàn tạ rách nát như cái sơ mướp rồi. Tôi hận anh, nó là cái gì hơn tôi mà anh mê nó. Anh đã mỏ mặc tôi hơn một năm trời chỉ để điềng đảng điếm với nó. Tôi nói cho anh biết, tôi đã cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi sẽ cho nó nếm mùi đau khổ. Anh đừng có mong cứu được nó, còn nhiều trò hay lắm, tôi sẽ gửi cả cho anh coi. Cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Lại nói về Hoàng Hùng, vừa về tới nhà xong, anh liền chạy ảo vào phòng nhưng chẳng thấy Ngân Thương đâu. Có còn Lan đang cho cô Bin bú sữa. Anh liền hỏi con Lan: Lan, mợ đâu rồi? Cậu đi làm về rồi à? Mợ đi gặp mợ Tú Anh lâu rồi cậu. Ừ, thế mợ không gọi cho cậu sao? Sao? Đi gặp Tú Anh? Có việc gì mà mợ ấy lại đi gặp cô ta? Em không biết. Em nghe mợ nói cũng cảm thấy lo nên đã gàn mợ đừng có đi. Nhưng mà lại bảo là không có vấn đề gì. Mợ Tú Anh chỉ mời đi uống nước thôi. Em còn cẩn thận dặn vợ, dặn mợ cho cậu định vị nữa mà. Cậu gọi cho mợ đi. Anh bỗng bất an. Em rút điện thoại ra bấm cho Ngân Thương, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ, không có ai cầm máy. Hoảng quá, Hoàng Hùng liền chạy ra ngoài sân nói: Ngân Thương, sao em bất cẩn như vậy chứ? Em có biết là mình đã mắc bẫy của Tú Anh rồi không? Cô ta không hề đơn giản như em tưởng đâu. Bây giờ cô ta chó cùng rứt dậu, sẽ làm nên chuyện gì không biết nữa. Rồi anh bấm bấm mục định vị thì biết được Ngân Thương đang ở một quán cà phê cách đây mấy cây số. Anh liền quay vào dặn con Lan: Cô phải đi tìm mở, em nói cho ai biết nhé, kẻo ông bà lo đấy. Vâng ạ, cậu đi cẩn thận. Cậu gật đầu rồi gọi anh Tân đi cùng và nói: Cậu đi cùng tôi ra ngoài tìm Ngân Thương đi, cô ấy gặp chuyện rồi. Cả nhanh chóng tìm được quán cà phê đã định vị. Nhưng tới đó thì nhân viên cho biết Ngân Thương đã được ba người bạn đưa về rồi. Tức mình anh đấm tay vào không khí và nói: Bị lừa rồi. Không biết tôi anh giở trò gì với Ngân Thương. Nói xong cậu gọi vào máy của Tú Anh, nhưng cô ta không cầm máy. Cậu đã liên tục gọi cả chục cuộc. Lại nói về Tú Anh, sau một hồi đánh đấm chán tay, ả liền rằng lấy cái điện thoại và click vào Zalo. Sau đó chỉ bằng mấy thao tác thì toàn bộ mấy đoạn clip đã được chuyển sang máy của Hoàng Hùng. Bên kia anh cũng nghe thấy báo tin nhắn đến. Anh liền mở ra xem thì hiện lên mấy đoạn clip cảnh Ngân Thương bị Tú Anh tra tấn. Tức giận anh hét lên: Chó chết, tôi không để cho cô yên đâu. Ngay lập tức anh gọi cho Tú Anh. Cô ta rất nhanh bắt máy. Không đợi cho anh kịp nói gì, cô ta đã nói như quát vào trong máy: Sao? Em sốt sắng như vậy à? Thế rằng con đàn bà của anh đã bị tôi đánh cho bầm dập tơi tả rồi. Anh muốn cứu nó phải không? Đừng có mơ. Tú Anh, cô điên rồi. Hãy thả Ngân Thương ra ngay, đừng không muốn đối diện với pháp luật. Nói đi, cô đang nhốt Ngân Thương ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Anh đừng có đem công an ra mà dọa tôi nhé. Có giỏi thì anh đến đây đi. Mà không, anh hãy nghe con đàn bà đĩ thoã này nói gì nè. Nói rồi cô ta hất hàm bảo gã đàn ông kia: Hãy tháo băng keo dán mồm nó ra đi. Tức thì tiếng của Ngân Thương yếu ớt phát ra: Hoàng Hùng, cứu em. Ngân Thương, em sẽ đến ngay đây, đừng sợ. Tú Anh cười vang, cô ta đúng là đang điên rồi. Thấy Hoàng Hùng đang quát lên hỏi địa chỉ, Tú Anh gằn giọng: Cũng là vì con đàn bà này mà anh quyết định dấn thân vào chỗ chết à? Giỏi lắm Hoàng Hùng, anh dại gái quá đấy. Anh đã trà đạp lên tình cảm của tôi, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho hai người.
Chết chung đi, tôi sẽ tiễn hai người tới suối vàng. Đừng nhiều lời nữa, cô nói đi Ngân Thương. Ngân Thương đang ở đâu? Bình tĩnh, cô ta chưa chết đâu mà anh lo. Em xem đoạn clip mà tôi gửi rồi phải không? Nghe rõ đây, nếu anh muốn cô ta được bình an thì đừng có vội báo công an, cũng đừng đem theo bất cứ một thứ gì cả. Anh chỉ phép đến một mình thôi, không mang theo hung khí. Tôi sẽ gửi định vị cho anh. Nói xong cô ta tắt máy. Lát sau Hoàng Hùng nhận được định vị Tú Anh gửi. Môi anh siết chặt, tay nắm đấm vào nhau, nói với Tâm: cô ta nhốt Ngân Thương ở chỗ này, đi thôi. Cô nên báo công an không cậu? Cứ đến đây đã, mọi chuyện tính sau. Tôi muốn giữ an toàn cho Ngân Thương. Tôi nghĩ là cô ta đã bày binh bố trận ở đó để dụ mình đến đấy. Có lẽ Tú Anh đã thuê người ém ở đây rồi, cô phải hết sức cẩn thận. Tôi sẽ gọi thêm người và gửi định vị cho họ. Mình sẽ đánh úp và hốt chọn một mẻ. Tôi không nghĩ là mình có thể thua cô ta. Hoàng Hùng nhanh chóng gọi điện thoại cho mấy tay người nhà, đồng thời bật định vị, gửi vị trí của anh cho họ, rồi cả hai nhanh chóng đến địa điểm kia. Đúng như dự đoán của anh, đây là một khu nhà bỏ hoang rất xa khu dân cư. Để tránh kinh động, anh và Tâm đã đi xe máy. Móc điện thoại ra, anh gọi cho Tú Anh. Cô ta liền rít lên trong máy: anh có làm đúng thỏa thuận không đấy? Đi vào đây nào. Nhớ đã giơ hai tay lên đầu và chỉ đi một mình thôi. Anh mà giở trò thì con đàn bà chết tiệt kia, tôi không đảm bảo được đâu. Hoàng Hùng tắt máy và đưa điện thoại cho Tâm: cập nhật tình hình của tôi. Nếu thấy họ đến thì cứ bảo chờ đây. Có vấn đề gì thì tôi sẽ tìm có tín hiệu cấp báo. Thôi tôi vào đây. Cậu cả, hay tôi vào đó với cậu? Không cần đâu, tôi sẽ vào trước đã. Hãy chờ tôi ở đây. Chú ý đừng để cho họ phát hiện ra. Cậu hãy cẩn thận đấy. Hùng giơ ngón tay cái lên, ý bảo yên tâm, rồi từ từ tiến vào bên trong dãy nhà hoang. Anh đang dò dẫm đi vào thì có tiếng đàn ông quát bên tai: đứng lại, giơ tay lên đầu. Anh làm theo như một cái máy. Chẳng khó khăn gì, anh đã nhận ra Ngân Thương đã bị chúng trói vào một cây cột. Bên cạnh là Tú Anh đang đứng chống nạnh, nhếch miệng cười nham hiểm. Anh yêu, không ngờ anh đến nhanh như vậy. Đúng là tình yêu của anh mạnh hơn tất cả nhỉ. À, ta quát người đàn ông kia: hãy lục soát kỹ người anh ta cho tôi. Tên đàn ông y lệnh lục soát khắp người Hoàng Hùng. Lát sau không thấy gì, hắn mới lắc đầu. Tôi anh nói: tôi muốn anh tới đây để tự mình chứng kiến con đàn bà thối nát này bị tôi hành hình thế nào đây. Hãy xem đây. Nói xong, cô ả liền giơ tay giáng thẳng vào mặt của Ngân Thương. Khi cô đang tối tăm mặt mũi thì cô ta liền thừa cơ đạp mạnh một phát vào ngực, khiến Ngân Thương ngã ngửa ra. Hoàng Hùng thấy vậy liền xông lại tóm lấy người cô ta, không ngần ngại mà táng cho Tú Anh một cái tát trời giáng, miệng không ngừng rủa xả: cô là con thú chứ không phải là con người. Tôi thấy mình thật sự sáng suốt khi không lấy cô làm vợ. Cô chẳng khác nào người mẹ máu lạnh của mình cả. Tôi nói trước, cô mà còn đụng đến cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tú Anh lao đến cào cấu người anh, hất hàm vào tên đồng bọn: còn nó làm gì nữa? Hành hạ con kia cho tôi, để xem anh ta làm gì để cứu nó nào. Tên đàn ông nghe lệnh liền lao đến Ngân Thương, rút con dao bấm dí dí vào cằm cô và nói: chỉ cần mày chống cự thì cái mạng chó của mày sẽ không giữ được đâu. Nhìn cái bản mặt của mày mà dám cướp chồng người khác cơ à? To gan nhỉ. Buông tôi ra. Thằng chó kia, bị làm gì cô ấy? Hôm nay có chết tao cũng phải liều mạng với chúng mày. Tú Anh liền vỗ đôm đốp rồi gọi với vào trong: ra đi, tôi muốn chơi một màn cá chết lưới rách với anh, để xem anh chọn cái chết hay là chọn con đàn bà này. Tức thì một tên xăm trổ cao lớn phanh ngực đi ra. Nó không nói không rằng lao đến cầm con dao lá rạch một đường. Tức thì sợi dây chó đã bật tung khỏi người Ngân Thương. Cô chạy tới chỗ của Hoàng Hùng định ôm lấy anh thì tên kia đã nhanh hơn, kéo mạnh tay cô lại. Theo đà, Ngân Thương ngã thẳng vào người hắn. Gã đàn ông liền đưa tay xé toạc một cái, cáo cô đang mặc bỗng xách toang để lộ ra khoảng da thịt trắng ngần. Thằng này thè lưỡi liếm mép rồi đọng nói giọng đều cáng: cô em này cũng ngọt nước ra phết nhỉ. Mặt mũi tuy bị bầm tím nhưng mà người ngậm vẫn còn ngon nghè lắm. Em bắt đầu thích rồi đấy. Để xem thằng chồng hờ kia nó làm cách nào để có thể bảo vệ được em nào.
Đúng lúc hắn cúi xuống cắn vào vai Ngân Thương thì một tiếng hét chói tai vang lên. Muốn chết. Hùng đã sử dụng 200% sức lực cộng với thử căm thù dâng lên ngút ngàn. Anh đã nhanh như chớp lao đến, đưa tay gạt mạnh Ngân Thương sang một bên, đồng thời tống thẳng một cú song phi vào giữa ngực của gã đàn ông nọ. Có lẽ tưởng Hoàng Hùng là một tay mơ, khi nhìn vào vẻ bề ngoài của anh nên không hề phòng bị, liền lãnh trọn cú đá. Nhưng là một người khỏe mạnh nên gã không ngã, mà chỉ loạng choạng rồi hét lên với đồng bọn. Chiếc thằng này cho tao, nó quả là một thằng vuốt râu hùm rồi. Hôm nay bọn bố sẽ cho mày đi viện. Vậy là cả hai thằng đều xông lại, ép Hoàng Hùng vào giữa, thành thế gọng kìm, đo ván với anh Phem bằng được. Nhưng Hoàng Hùng đâu phải dễ chơi. Để đánh bại được một người có đai đen taekwondo như anh thì chúng làm gì có cửa. Ngân Thương sợ hãi, lo cho tính mạng của Hoàng Hùng. Cô ngồi im một chỗ quan sát. Lúc này chỉ nghe thấy những tiếng đánh đấm vang lên. Cả hai thằng có dao găm, mà sau một hồi vẫn không hạ gục được Hoàng Hùng thì bắt đầu tức khí chửi loạn lên. Mẹ thằng chó, mày cũng có tí nghề đấy nhỉ. Yên tâm, lát nữa kiểu gì bọn bố cũng cho mày về chầu Diêm Vương thôi. Hoàng Hùng hét lên. Nói nhiều làm gì, nhào hết vào đây. Mẹ chúng mày chọc vào máu điên của bố mày thì chúng mày chán sống rồi. Đừng vào âm phủ của chúng mày thênh thang. Bố không vào thì ai vào? Một tiếng hét chát chúa vang lên. Hoàng Hùng tả xung hữu đột, hết trỏ lại trỏ bổ xuống người hai thằng kia, khiến chúng trở tay không kịp. Biết là cứ giằng co nhau thì kiểu gì cũng không có lợi. Một thằng ra hiệu cho thằng kia, rồi liền rút dao ra và cứ nhắm vào Hoàng Hùng chém tới lia lịa. Hoàng Hùng dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng với một màn này thì lại bị hai kẻ có vũ khí hợp nhau lại. Cuối cùng cũng bị một nhát dao chém vào cánh tay, máu chảy ròng ròng. Ngân Thương thấy vậy hốt hoảng kêu lên. Hoàng Hùng, cẩn thận. Và cô phát hiện ra cạnh mình có một đoạn gỗ, liền nhanh tay với lấy, một tới tấp vào thằng gần nhất. Thu Anh thấy tình thế đổi khác thì cũng không chịu đứng yên. À, ta túm lấy tóc của Ngân Thương giật lại mà miệng gằn lên. Còn chó, mày có buông ra không? Đừng có mong ai cứu được mày. Vậy là cả đám giờ này không còn ai ở không nữa. Ngân Thương biết mình nếu không liều lĩnh chống trả thì e là cả cô và Hoàng Hùng khó mà rời khỏi đây. Cô liền giơ chân đập mạnh vào vùng bụng của Tú Anh, bị đạp đau. Cô ta không vội tóc buông tóc Ngân Thương ra mà rên rỉ. Tổ cha nhà mày dám đạp bà sao? Đánh chết nó đi anh em. Hôm nay mà không tha đôi này cho được thì chỉ cần một trong hai đứa nó rời khỏi đây thì mình sẽ ngập nguy đấy. Giết chết nó đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hai thằng kia cũng nhận thấy sự việc không hề đơn giản nên định đánh nhanh thắng nhanh để rời khỏi đây. Thì một tiếng quát đanh gọn vang lên. Tất cả dừng tay, cảnh sát đây. Các bọn nhất thời dừng lại và đứng chôn chân tại chỗ. Mấy bóng mặc sắc phục nhanh chóng lao vào khống chế hai tên kia. Tôi cũng bị tóm ngay sau đó. Một anh công an nói. Cảm ơn hai người, không sao rồi. Cứ giao cho chúng tôi, còn mấy người theo chúng tôi về đồn. Hai tên kia bấy giờ mới hốt hoảng la lên. Hãy tha cho chúng tôi, không phải tại tôi, là con đàn bà này là chủ mưu. Hãy bắt cô ta đi. Không nói nhiều, cho đến xe đặc chủng đi. Đoàn anh công an đó quay lại nói với Hoàng Hùng. Mời hai người theo chúng tôi nên lấy lời khai luôn. Mày cũng bị chúng đông bị thương rồi. Quân y đâu, băng bó cho nạn nhân đi. Cả bọn ba người đều bị giải đi. Hoàng Hùng liền chạy đến ôm lấy Ngân Thương, nước mắt đã lưng tròng nói. Ổn cả rồi, đừng khóc nữa em. Anh bị chúng đâm chảy máu hết rồi kia kìa, đem băng lại cho anh. Không sao, em không vấn đề gì là tốt rồi. Một nữ y tá liền tiến lại lau rửa vết thương cho Hoàng Hùng. Thấy áo của Ngân Thương đã bị xách te tua, cô này liền cởi ngay chiếc áo khoác trên người đưa cho Ngân Thương và nói. Chị mặc tạm cái áo này vào đi. Ngân Thương ngại ngùng chưa muốn nhận thì Hoàng Hùng đã gật đầu. Cô liền đón lấy chiếc áo và cảm ơn người y tá, rồi cả hai ra xe. Mấy người làm của Hoàng Hùng chạy lại nói. Cô mợ có sao không? Ơn trời là công an đã đến kịp. Anh vỗ vai người thanh niên và nói. Không sao rồi, cảm ơn mọi người. Sau khi anh và Ngân Thương được cảnh sát lấy lời khai xong thì họ được về. Còn Tú Anh và hai gã kia đang bị tạm giam chờ củng cố hồ sơ vụ án. Ai là mới việc
bắt giữ người trái phép và tra tấn nạn nhân, Thà và đồng bọn sẽ phải đối mặt với mức án không hề nhẹ. Một người chỉ vì sự khen tuông và ích kỷ, che mờ mắt mà tự biến mình thành quỷ dữ thì chỉ có pháp luật mà dám mới giáo dục được cô ta. Nhiều lúc Hoàng Hùng và Ngân Thương ra về, cô ả còn gào thét chửi rủa hai người đến nỗi cảnh sát phải nhắc nhở và chấn chỉnh nhưng mới chịu ngậm miệng. Đúng là người như Tú Anh, nếu không mạnh tay xem ra không được. Khi cả hai về tới nhà, tất thảy mọi người đều lo lắng đứng ở cửa ngóng chờ. Ba nhìn thấy con trai bị băng trắng ở tay, con dâu mặt mũi cũng tím ngắt thì không kìm lòng được khóc thút thít nói: "Sao lại thế này? Cả nhà lo quá. Một chúng sao rồi con? Đi vào đây mẹ xem nào." Hùng trấn an mọi người: "Ba mẹ yên tâm, không sao rồi. Cô ta và đồng bọn đã bị tạm giữ trên đồn công an. Giờ mà cô ta đừng mù quáng làm nên những chuyện như thế này thì mọi thứ đã không đóng sầm trước mắt. Em là lần này Tú Anh phải đối diện với pháp luật." Ông Hoàng Phong chép miệng nói: "Lòng người quả là nham hiểm. Cũng may là các con đều an toàn. Từ nay không còn kẻ nào có thể ra tay hại các con nữa. Hãy trân trọng hạnh phúc của mình con ạ. Cả nhà mình sẽ nắm chặt tay nhau để vượt qua thử thách. Cố lên các con." 3 tháng sau, Hoàng Hùng và Ngân Thương đưa nhau ra phường đăng ký kết hôn. Ngoài họ ra thì còn có một cặp đôi khác cũng đang tay trong tay hạnh phúc. Đó chính là Gia Huy và Nguyệt Hằng. Gia Huy vẫn giữ vẻ mặt tưng tửng đập vào vai của Hoàng Hùng nói: "Này, chuẩn bị mà làm xui ra nhé ông bạn. Nói trước, ông rèn con trai làm sao đừng có giống bố nó nhé. Nhà tôi yêu bóng vía lắm đấy, không chịu được nhiệt đâu. Chỉ một vợ chồng thôi, chứ thấy cú thoát tim vừa rồi của bạn, bọn này run quá." Hùng chụp lấy tay của Gia Huy vặn mạnh một cái: "Ông muốn chết không? Cẩn thận cái mồm của ông đấy, không còn cái răng nào mà nhai cơm đâu. Chắc gì tôi đã làm xui ra với nhà ông, thay đổi vẫn còn kịp đấy." "Ai lại thế? Phải có đôi có cặp chứ. Không có ông trong bàn nhậu tôi uống không có vào đâu. Với lại xem hai bà vợ của chúng ta đang xoắn xuýt lấy nhau kìa, sao mà tách được bọn họ chứ." Anh bắn ánh mắt mang hình viên đạn và Gia Huy nói: "Đâu có gì đâu mà nói cứng thế. Đừng có mà thùng rỗng kêu to, khéo lại toàn được dựa không chừng." "Được là thế nào? Tôi bấm quẻ rồi mới dám nói. Yên tâm, bà sẽ sinh cho tôi một công chúa vô cùng dễ thương. Đảm bảo thằng nhóc nhà ông xoắn lấy cho mà xem." "Cóc tin, người thật việc thật còn chẳng ăn ai, tin gì mấy cái chuyên gia chém gió." Tức thì đằng kia Nguyệt Hằng chợt ôm miệng huệ khan mấy tiếng. Ngân Thương thấy vậy thì liền hỏi: "Sao đây bồ, có tin vui à?" "Hai công tướng kia đang khịa nhau kia kìa, chúc mừng bồ nha, mấy tháng rồi." Nguyệt Hằng mỉm cười nói: "Ngén lắm mày ạ. Con nhóc này coi chừng sau này về nắm cổ ông tướng nhà mày đấy, liệu hồn." "Hả?" Không hẹn mà gặp, cả Ngân Thương và Hùng đều thốt lên một câu kinh ngạc. Gia Huy nói cứng: "Thấy chưa, tôi bảo mà ông không tin. Chuẩn bị quà mừng đi là vừa, đặt gạch trước đi không là tôi đổi ý đấy." Hoàng Hùng và Ngân Thương lúc này mới mắt chữ O mồm chữ A: "Thật hả? Đùa chứ." Chẳng ngờ Gia Huy nói luôn: "Hằng có bầu 12 tuần rồi, và tôi đi xét nghiệm níp để kiểm tra nhiễm sắc thể. Bác sĩ bảo là em bé giống mẹ mà." "Yeah, ok chốt, nó sẽ là con dâu của tôi. Sẽ làm luôn đám cưới chung không?" Thấy Hoàng Hùng nói vậy, Gia Huy phán ngay một câu xanh dần: "Ba mẹ tôi xem ngày rồi, một tháng nữa thì cưới. Ông bà có hứng thì cưới chung đi cho nó xôm tủ." Một tháng sau, tại một nhà hàng sang trọng ở quận nhất, có hai đám cưới tưng bừng được diễn ra. Cô dâu và chú rể hai bên có vẻ là bạn bè thân thiết, nên họ đều có bạn chung. Khách đến chúc mừng đều rất ngạc nhiên, xen lẫn háo hức. Không vui sao được, vì đây là cặp đôi bá đạo nhất của năm mà. Mà đặc biệt nhất được mọi người chào đón chính là bản song ca của hai cô dâu. Một bài hát thật hay khiến cả hội hôn vỗ tay không dứt. Không hổ danh vì họ chính là hai sinh viên xuất sắc của nhạc viện thành phố. Đứa bé trên tay bà Cẩm Tú cứ liên tục đòi mẹ, làm cho cô dâu bên này cũng khá là bận rộn. Cô dâu bên kia thỉnh thoảng được chú rể dìu vào toilet, bàn tay vẫn đang bụm miệng lại, nhưng mắt thì toát lên một nét cười vang, rạng ngời hạnh phúc. Tại phòng giam công an thành phố, một người phụ nữ trung tuổi mang theo rất nhiều đồ đến thăm phạm nhân. Nhưng bà ta chờ lâu lắm rồi mà chưa thấy ai đi ra. Bà bảo với giám thị:
Dạ thưa cán bộ, nhờ cán bộ nói với người nhà của tôi cho tôi gặp một chút đi, sắp bây giờ mất rồi. Tôi nói rồi đấy, nhưng phạm nhân nhất quyết không chịu gặp, bà thông cảm nhé. Bà ta ngước ánh mắt u buồn người giám thị đầy khẩn cầu mà chưa nỡ rời đi. Thấy vậy anh cũng chạnh lòng nói: thôi được rồi, chờ tôi một lát, lần này mà không được nữa là tôi hết cách đi nhé. Tôi đội ơn cán bộ. Một lúc sau anh ta đi ra. May là lần này người bà ta gần gặp cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy người ấy, mắt bà ta sáng lên, đôi tay vời ra phía trước, miệng lắp bắp: Tú Anh, là mẹ đây. Người giám thị lui vào những chỗ cho hai mẹ con. Nữ phạm nhân tên là Tú Anh ném ánh mắt rực lửa về phía người đàn bà, nói như quát: bà còn mò tới đây sao? Tôi căm thù bà, tôi không giả tha thứ cho bà đâu, đến chết cũng không. Tôi không có một người mẹ máu lạnh như bà. Bà ngủ với ai mà sinh ra tôi? Bà cũng bẩn thỉu như chính bản thân bà thôi. Kìa con, hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Thầy cứ để sự việc chôn vùi, coi như tôi không biết gì cả. Tôi còn có thể dành cho bà một chút gọi là tôn trọng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã bị bà đạp đổ tất cả. Bà chết thì được đấy, bà cứ chết đi, sao lại kéo theo tôi? Sao bà không chết luôn đi? Tôi ghê tởm loại người như bà. Bà có biết đời tôi hận nhất là cái điều gì không? Tôi đã làm con của bà, điều tôi hận nhất đấy. Đời này kiếp mà tôi không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Không bao giờ, bà có hiểu không? Không, mẹ không cần gì cả. Bây giờ mẹ chỉ cần toan con thôi. Ai với mẹ thế nào cũng không quan trọng. Mẹ sẽ chờ con, Tú Anh, mẹ sẽ chờ con về. Bà thấy nhục nhã chưa? Giờ thì bà còn lại cái gì? Một thân nhơ nhớp bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng. Còn tôi cũng vì bà mà bị họ chối bỏ. Hết tất cả thật rồi. Vì bà mà Hoàng Hùng không yêu tôi. Bà có biết tôi hận anh ta như thế nào không? Tôi rất yêu anh ấy nhưng cũng rất hận anh ấy. Đến chết vẫn yêu. Chỉ vì bà mà anh ấy ghê tởm tôi. Cuối cùng thì chính nó lại được hưởng mọi thứ. Còn tôi chẳng có gì. Giờ đi một bàn tay trắng. Bây giờ nằm ở trong bốn bức tường song sắt nhà tù đây. Bà thấy đã nhục chưa? Nói xong cô ta òa lên khóc. Có lẽ lúc này cô ta đang đau khổ và thất vọng lắm. Bà Minh Thu đau đớn nhìn con gái qua ô cửa kính mà càng hận bản thân mình. Bà ta sai đường thật rồi. Tự bản thân bà đã đào hố chôn mình. Bây giờ chỉ có mỗi đứa con này là vật kiêu cánh duy nhất. Nhưng nó cũng bị nó chối bỏ. Nước mắt của bà ta bỗng rơi chứa chan. Chẳng còn ai nhận ra cách đây chưa lâu bà ta còn là một đệ nhất phu nhân cao cao tại thượng. Vậy bà giờ đây đến một chốn đi về cũng không có. Đột nhiên Tú Anh ngẩng mặt lên nói: bà ấy nói đi, cha tôi là ai? Đừng có bảo là bà cũng không biết nhé. Ông ta đang ở đâu hả? Con, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể. Bà sao vậy? Sao lại như gà mắc tóc thế? Hay chính bà là một tiểu tam nên mới khó khăn ăn nói phải không? Hay ông ta chính là một thằng hỏi sở, ăn bà chán chê rồi quay ra quất ngựa truy phong? Tôi hỏi cho biết thôi, chứ tôi cũng cóc cần nhận các người. Các người làm cha làm mẹ của tôi, khiến tôi xấu hổ thêm thôi. Giờ thì bà biến đi được rồi, đừng có lấy đi làm phiền tôi nữa. Đem các thứ của bà về đi. Cô để đây tôi cũng sẽ không ăn đâu. Chào bà. Nói rồi Tú Anh đi như chạy vào trong. Bà Thu khóc òa lên trong nỗi ân hận dày vò. Nếu sớm biết thế này thì bà ta đừng làm những việc sai trái, để lại nỗi hận cho bao người, hại cả bản thân đến cuối đời lại phải chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ. Ông cũng là kinh nghiệp mà bà ta phải gánh. Ông trời vốn công bằng mà. Ba ngày sau, tại ngôi mộ của ông Phúc, có một người đàn bà ăn mặc bộ đồ màu đen đang phủ phục trước mộ. Dưới làn khói nghi ngút, giọng bà ta khản đặc vang lên: anh ơi, em đã về với anh đây. Đứa em gái tội nghiệp đã trở về đây. Anh hận em lắm phải không? Dám mà ngày xưa em biết nghe lời anh tới đâu đến nỗi này. Bây giờ em mất tất cả rồi anh ơi. Ông quản trang thấy lạ lắm. Ông ngày nào cũng ở đây và trông coi cái nghĩa trang này, nhưng chẳng bao giờ thấy người đàn bà như thế này xuất hiện. Thế là ông ấy mon men đến gần và dừng lại nghe ngóng. Tiếng người kia vẫn vang lên trong không gian đặc quánh của buổi chiều tà. Anh ơi,
nếu có thể làm lại, em mới được trở lại như ngày xưa, ngày mà hai chúng ta còn bé. Hạnh phúc lắm phải không anh? Ai bảo anh cứ luôn nhường nhịn em, anh chẳng bao giờ ăn hiếp. Em đòi gì được đấy, cái gì anh cũng nhường cho em, cố lo cho em bằng được. Em quen được người khác cung phụng nên dần đánh mất mình. Bây giờ con gái em phải gánh nghiệp, em biết phải làm gì đấy anh? À thì sao đang lẩm mẩm sám hối giữa ngôi mộ đây, nếu ai cũng sớm biết mà sửa sai thì đâu đến nỗi. Lẩm bẩm trong miệng như vậy, rồi ông quản trang lặng lẽ lùi ra. Chợt thấy có điều gì đó quen quen, ông liền quay lại quan sát người này thật lâu. Bỗng ông à lên một tiếng, tay của ông chặn ngực, bàn chân run run, miệng lắp bắp. Thế nào chính là người ấy? Đúng rồi, thời gian có xóa nhòa đi mọi thứ thì mình vẫn không thể quên được người đàn bà này. Minh Thu, chính là cô ta đã gây đau khổ cho mình. Ngày xưa cô ta đã phũ phàng bỏ rơi mình để chạy theo phù phiếm xa hoa. Không ngờ... Mà thôi, người như vậy ông cũng chẳng tiếc. Cô ta không hợp với mình. Nếu ngoài ấy có lấy nhau, chắc gì cô ấy đã chịu được cảnh khổ. Ông cũng là số trời. Ông quản trang chẹp miệng một cái rồi biến mất sau cánh cổng nghĩa trang. Người đàn bà kia vẫn tiếp tục tâm sự với người anh đã khuất núi của mình. Anh ơi, hãy chỉ cho em biết đi, làm thế nào để cứu con gái của em bây giờ? Đời nó còn dài lắm, không thể chôn vùi thanh xuân ở trong tù được. Em phải làm sao đây anh? Bà thì cứ nói như vậy một mình lâu lắm, đến tận sẩm tối mới lặng lẽ rời đi. Chẳng biết người nằm dưới mộ có nghe được lời bà ta nói hay không. Chỉ thấy trong màn sói hương nghi ngút, hình ảnh làng bảng cuộn tròn của khói nhang khiến cho không khí của buổi chiều tà càng thêm u tịch. Gần bà ấy đã đi rồi. 2 năm sau, tại biệt phủ nhà họ Hoàng, hôm nay được trang hoàng rất lộng lẫy, đèn kết hoa trưng từ ngoài cổng. Họ sẽ mới biết đây là lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà chủ. Khách mời được chọn lọc chứ không đại trà. Đến giờ nhập tiệc, trong không gian du dương của tiếng nhạc, bà Cẩm Tú với gương mặt trang ngời hạnh phúc bên đại gia truyền thông Hoàng Phong. Bên cạnh bà có đầy đủ các thành viên ở gia đình. Vợ chồng cậu cả Hoàng Hùng đang nhìn nhau âu yếm. Họ lại trao nhau chạy theo cậu con trai đang đùa giỡn ngoài sân. Cô Milan và cậu Hoàng Hải cũng về Việt Nam nghỉ hè, nên cả gia đình chẳng mấy mà được đoàn viên đông đủ như vậy. Ông Hoàng Phong mới nảy sang một ý tưởng, tổ chức kỷ niệm ngày cưới như một cách để tri ân với người vợ đã đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm qua. Mở dõi mắt vào sân khấu mà quên mất cậu nhóc cũng đang mải mê chạy ngoài cổng. Ở đó đã có một người đàn bà đã chờ sẵn. Thấy cậu bé, bà ta liền cất giọng ngọt ngào. Con trai đến đây với ta nào, bà thương con quá, lại đây. Cậu bé ngây thơ nói, con thích chuồn chuồn mà bắt cho con đi. Đến đây đi cho bà bế một tí nhá, rồi bà bắt chuồn chuồn cho. Cậu bé chẳng ngần ngại gì, liền lao đến bên bà. Người đàn bà chỉ chờ có vậy, liền giang tay ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, hôn hít khắp người của cậu, miệng thủ thỉ những lời yêu thương mật ngọt. Chưa có tiếng gọi phát ra, Bin ơi Bin, Bin đang ở đâu đấy? Thấy cô Bin được một người lạ ôm trong lòng, Milan liền hỏi, bà là ai vậy? Cô Bin ơi, đến đây với cô nào, con đã nghe ba mẹ dặn là không được thấy người lạ hay chưa? Cô Bin nghe vậy liền gỡ tay người đàn bà đó ra, đến bên của Milan. Nhưng cô cậu còn cố quay lại hỏi bà nọ, bà ơi, bà là người xấu à? Bà ta liền đưa tay lên trận nước mắt, vô tình chiếc khẩu trang rơi xuống. Là nhận ra ngay, liền buộc miệng kêu, mẹ cả, là mẹ phải không? Tôi xin lỗi, tôi không có ý xấu. Nói rồi bà ta đi như chạy ra khỏi căn biệt thự. Milan lắc đầu nhìn theo. Cô đã được ba mẹ kể cho hết mọi chuyện nên cũng hiểu sự tình. Cô tiếc cho người đàn bà này, bà ta thực sự ân hận. Chỉ tiếc rằng khi nhận ra lỗi lầm của mình thì mọi thứ đã lỡ làng cả rồi. Phía xa xa, bà Minh Thu không kìm được lòng, khóc lên nghẹn ngào. Vẫn biết mọi thứ khi do bà gây ra, nhưng bà vẫn thấy tiếc. Khi đã nhìn vào trong sân khấu, bà thấy ông Hoàng Phong đang khoác tay bà Cẩm Tú, mà nghĩ đến bản thân mình lại cảm thấy chạnh lòng. Người đàn ông ấy không lâu vẫn còn là chồng bà, và ngôi biệt phủ ấy đã gắn bó với bà tận mấy chục năm. Bà quên thì đâu dễ quên như vậy được chứ. Ở bên trong, mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng cho cậu chủ nhân của buổi tiệc trăm năm hạnh phúc.
Bên dưới một góc bàn, Ngân Thương chợt hỏi chồng. Nhìn ba mẹ em ngưỡng mộ quá, bây giờ nếu cho chọn lại, anh có chọn em không? Hoàng Hùng choàng tay ra ôm vợ rồi thì thầm vào tai của cô. Nếu mà cho chọn lại, anh vẫn cứ ngàn lần chọn em không hối tiếc. Cảm ơn em đã đến bên anh chỉ yêu mình em thôi. Đó là thứ tình yêu duy nhất anh dành cho em. Yêu em nhiều lắm, Ngân Thương. Sa Huy liền tiến lại, hấp háy đôi mắt gian tà nói với Hoàng Hùng. Ngưỡng mộ các cụ quá đi mất. Đợi nhà tôi khi nào đủ 10 năm, tụi mình lại rủ nhau làm cái lễ kỷ niệm đám cưới nhỉ? Hoàng Hùng bật lại ngay. Đừng có mà mơ. Lần này vợ chồng tôi phải ăn mảnh thôi. Hai người cố gắng chăm con dâu tôi chốt tốt vào nhé. Nếu mà để con bé phải khổ, tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Cụ Bin liền chạy đến cô bé đang lẫm chẫm đi, nhoẻn miệng cười rồi chìa tay ra đưa cho cô bé cái kẹo. Anh cho kẹo này cú nơi, nhà anh có nhiều kẹo lắm. Cô bé con chẳng biết nghe cú nhóc nói có hiểu gì không, mà cũng nhoẻn miệng cười, khoe ra mấy cái răng chưa mọc hết nhìn đến là yêu. Cụ Bin thấy vậy liền choàng tay, ôm rồi hôn rối rít vào mặt của em, khiến cho bố mẹ đều bật cười. Nguyên Hằng bảo với Ngân Thương. Đấy bà thấy không, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mới có tí tuổi đầu đã biết tán gái rồi. Mà nhớ là sau này chỉ làm mẹ rể thôi nhá, chứ cấm có gì dẫn ở đâu đấy Bin. Con mà như ông bố của con á, thì mẹ không khách khí với con đâu. Hoàng Hùng cười vang nói. Xì dẫn đâu không biết, nhưng cuối đời vẫn gặp được Lan là được. Lần lên anh sẽ bày cho bọn nó mấy cái chiêu đánh nhanh thắng nhanh, lo gì không đổ. Không biết từ bao giờ bản nhạc ngày hạnh phúc đã được dâng lên. Trong không gian ngập tràn rượu và hoa, có hai đôi uyên ương cũng đang đắm chìm hạnh phúc. Họ đang trao nhau những nụ hôn chan chứa yêu thương và cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào đang nở hoa và đong đầy trái ngọt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.